chương 681, bị bắt. Tô Hàng lại còn thật sự lại nói nói, Thục Sơn ỷ thế hiếp bờ người, không phân tốt xấu, tất nhiên ngài muốn giết ta, nhưng ngay cả một lý do cũng không có, cái này cũng có thể tính là danh môn chính phái, thiên hạ lãnh tụ sao. Ta nhìn các ngươi cùng cái kia ma môn cũng không có khác nhau chút nào, đổi tên gọi là Thục Sơn ma giáo tính toán. Im ngay. Nữ hài bộ ngực chập trùng không chắc, đầy mặt đỏ lên, hiển nhiên là tức giận không thôi. Tô Hàng cũng cảm thấy trói buộc mình sức mạnh căng thẳng, thức thời không nói thêm lời hảo, hảo, hảo. Nữ hài nói liên tục ba cái tốt, vậy ta liền để ngươi biết ta vì cái gì giết ngươi, cũng làm cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Tô hàng nuốt ngụm nước bọt, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói, ta nhưng phải nghe một chút đạo lý của ngài. Ban đêm xông vào thục sơn sự tình, ngươi đây có thế nhận. Tô hàng gật đầu, ta nhận, thế nhưng là cũng không có đạo lý bởi vì ta xâm nhập thục sơn liền muốn lấy tính mạng của ta, cái kia cái này cùng ma giáo có gì khác biệt. Tựa như là bắt được nữ hài vừa vặn, Cô Hàng nói chuyện cũng không rời đi ma giáo hai chữ. Nữ hài mặt mũi lại lạnh mấy phần, kềm chế lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi đây quả thật là không đủ để muốn tính mệnh của ngươi, nhưng ngươi ban đêm xông vào thục sơn vì chuyện gì? Ta đã nói qua, bất quá chỉ là đến xem tin luôn mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng có thể tội đáng chết sao? Còn tại giảo biện, ta thục sơn thần tinh điện nhưng có trận pháp phòng hộ, ngươi bây giờ bình yên ra vào, chẳng lẽ không phải sớm đã có mưu đồ, chính là hỏng ta thục sơn đại trận nói chuyện, ta liền có đạo lý muốn tính mệnh của ngươi. Lý do này Tô Hàng còn thật sự không có nghĩ qua, nghĩ nghĩ, chỉ có thể nhắm mắt nói, ngài đây chính là oan uổng ta, ta cũng không biết trận pháp, lúc ta tới, môn này chính là mở, ta còn tưởng rằng là Thục Sơn cũng không bố trí phòng vệ, không thèm để ý có người ra vào đâu. Nói bậy nói bạ. Gào to một tiếng dọa đến Tô Hàng lần nữa ngậm miệng lại. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dạng này dảo biện ta liền có thể thả ngươi. Tô Hàng gặp nàng không có động thủ thật ý tứ, trọng lại lớn lòng can đảm nói, ta này làm sao lại là dảo biện, nếu là ta thật sự hủy nơi này cái gì đại trận, lấy thuộc sơn địa vị, trận pháp này tất nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy, chẳng lẽ một mình ta còn có thể phá vỡ, lại nói nếu là ta phá vỡ, này làm sao sẽ không có bất cứ động tĩnh gì. Nữ hài khẽ giật mình, do dự. Nàng mặc dù không tin thông trận pháp, nhưng cũng biết nơi này trận pháp cùng phủ khố không kém quá nhiều, nếu muốn cưỡng ép phá vỡ, chỉ sợ là phải kể tới vị siêu phàm mới có thể làm được, mà người này trước mặt mặc dù đã cửu phẩm, vẫn còn không phải siêu phàm, kém một bước, giống như thiên địa khoảng cách nhưng nàng vẫn như cũ chăm chú nhìn tô hàng ánh mắt muốn tìm được nửa phần hắn đang nói láo khả năng nếu là ngươi tìm được mở ra biện pháp muốn đi vào trong đó cũng đương nhiên dễ như trở bàn tay nhưng lời này nhưng có chút không có đạo lý lúc xế chiều nàng mới cùng lâm mộ bạch đi tới nơi này nhìn xem hắn mở ra trận pháp thủ pháp phức tạp cũng muốn phối hợp thêm thuộc sơn công pháp mới có thể giải khai cho nên tô hàng coi như dùng biện pháp gì cởi ra trận pháp cũng rất không có khả năng là dùng bình thường nhất thủ đoạn nói xong cũng có thể là cảm thấy mình nói có vấn đề tính toán Coi như trận pháp này không phải ngươi mở ra, nhưng ngươi tiến vào tinh thần điện, nhưng cũng là tội lớn, mặc kệ ngươi là muốn muốn hủy đi hay là muốn trọng đi, đây đều là tội chết. Tô hàng vội vàng hô, cái này có thế càng thêm ngoan ủng, ta thế nhưng là biết cái này tinh luân thập phần cường đại, muốn hủy đi chỉ sợ so với phá vỡ ngài nói tới trận pháp, thậm chí là ngài Thục Sơn hộ sơn đại trận còn muốn khó khăn, ta cũng không có ngốc tới mức này, nếu là muốn trọng đi, lớn như vậy đồ vật, nhưng cũng không muốn biết dùng như thế nào phương thức mới có thể di động, hơn nữa còn không thể bị Thục Sơn phát hiện. Những lời này thế nhưng là Tô Sơn sở dĩ yên tâm như thế tinh luân ở đây mà không thêm phòng hộ lý do, nhưng không nghĩ tới Tô Hàng sẽ trực tiếp dùng lý do của bọn hắn tới phản bác bọn hắn. Lão thân làm sao biết ngươi tiểu tặc này muốn cái gì biện pháp, ngươi xâm nhập thần tinh điện vốn là sự thật, này liền đầy đủ muốn ngươi mệnh. Đối phương đã tức hỗn hển, liền vừa rồi mặt mũi đều có chút không quá bận tâm. Mà ngươi yếu một phần, Tô Hàng liền muốn thừa thắng xông lên, kỳ thực lập tức mạnh không chỉ một lần. Hắn ngữ khí cường ngạnh, thái độ không can nói, nếu là Thục Sơn kiếm phái liền thật sự dạng này không bỏ ra nổi chứng cớ, không phân tốt xấu liền muốn là giết người mà nói, vậy ta cũng là không lời nào để nói, tiền bối ngài động thủ đi, coi như đi cửu u dưới suối vàng, ta cũng sẽ không đem chuyện này nói ra, tiền bối cứ việc yên tâm. Thục Sơn lão tổ trong lòng đều phải tức nổ tung, yên tâm. Nàng cần tô hàng dạng này thay mình giữ gìn sao? Nhưng nàng chính xác không quen biện luận, cũng không đạo lý đem tô hàng lời nói bác bỏ đi, còn nếu là thật sự giết tô hàng, cái này mặc dù không người biết được, nhưng nàng thuộc sơn chính phái nhưng phải làm ra loại chuyện này, cùng trời lý không hợp, nàng đạo tâm cũng tất nhiên bị hao tổn. Nếu là cứ như vậy thả tô hàng, nàng cũng không thể cam tâm. Suy nghĩ phút chốc, nàng cuối cùng tỉnh táo lại. Hảo, ta không giết ngươi. Tất nhiên nàng nói không giết, cái kia khả năng cao liền không có giết tô hàng lý do, tô hàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp lấy, vị này thuộc sơn lão tổ liền nói, nhưng ngươi xâm nhập thuộc sơn việc này lại không cách nào phủ nhận giải thích, lão thân liền muốn đem ngươi truy nã, nhốt tại trong tòa yêu tháp, nếu là ngươi ở trong đó chết đi, nhưng là trách tội không thể ta. Tô Hàng ngạc nhiên, vội vàng hô, ngươi cái này tâm địa ác độc nữ nhân, ngươi chết không yên lành. Liên tiếp chửi mắng lời nói từ Tô Hàng trong miệng nói ra, cái này nhưng cũng không phải Tô Hàng sẽ phản ứng kịch liệt như thế, lại là là bởi vì Tô Hàng cái này thuộc sơn tỏa yêu tháp nhưng chưa từng có người từ trong trốn ra được, thế nhưng là trên đời này cường đại nhất nhà giam. Tại tăng thêm trong đó đại yêu vô số, Tô Hàng một người như vậy tộc bị giam vào trong đó, có thể tưởng tượng được hậu quả kia sẽ là như thế nào. Cũng không trách được hắn sẽ như thế kích động. Nhưng rõ ràng vị này thuộc sơn lão tổ quyết định chủ ý, là muốn để tô hàng nếm thử đau khổ, mà những thứ này mạo phạm mà nói, nàng cũng không đi để ý, ngược lại chờ tô hàng đi vào trong tỏa yêu tháp, hết thảy oán khí cũng đều có thể hóa giải. Nhưng tô hàng nhưng cũng là cố ý hành động, mục đích chính là vì không để đối phương đi vào bên trong. Nếu là bây giờ vị lão tổ này đi vào thần tinh trong điện, liền sẽ lập tức phát hiện đang tại vận chuyển tinh luân, chỉ sợ nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tinh luân lại bị tô hàng khởi động tại trong ý nghĩ của nàng muốn khởi động tinh luân là cần năng lượng cực lớn mà tô hàng coi như đem chính mình những trữ vật đều đổ đầy linh thạch thậm chí là cực phẩm linh thạch cũng không có khởi động tinh luân khả năng tỏa yêu tháp tại thuộc sơn đông nam phương hướng mà vị lão tổ kia tốc độ rất nhanh cơ hồ dùng rất nhanh tốc độ liền đến phụ cận nhưng mà cái này tỏa yêu tháp cũng không tại trên mặt đất mà là tại dưới mặt đất hết thảy bảy tầng càng là hướng phía dưới Chỗ khóa lại yêu thú càng là cường đại, cũng không biết vị này sẽ đem tô hàng cho khóa ở đâu một tầng. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ ta đem nhường ngươi đặt ở tầng nào? Tô hàng gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ bị đặt ở tầng dưới cùng. Chương 682, tuyển bạc. Yên tâm, đây càng không cách nào yên tâm tốt à. Tô hàng nghĩ nghĩ, mở miệng cầu nói, cái kia có thể hay không thương lượng lại một chút, nơi này đang khóa yêu, dùng để quan ta lời nói chỉ sợ có chút không thích hợp a. À? Ngươi yên tâm đi. Cái này mặc dù tên là tỏa yêu tháp, nhưng cũng không chỉ có là trấn áp yêu thú, Thục Sơn nhiều năm trước tới nay chỗ bắt được những cái kia hoành hành nhân tộc bại hoại cũng đồng dạng sẽ bị giam ở bên trong, chờ ngươi sau khi tiến vào, có lẽ còn có thể gặp được bọn hắn, bất quá, thoáng nhắc nhở một chút, bọn hắn có đôi khi so yêu còn nguy hiểm hơn. Cái này còn muốn ngươi nói, tô hàng dưới đáy lòng rất là kinh bỉ một câu, nhưng lại không dám nói ra, tình huống bây giờ đã đầy đủ phiền lòng, hắn cũng không muốn để cho tình huống trở nên càng hỏng bét. Tô hàng hướng nữ hài liếc mắt nhìn, còn muốn nói nhiều cầu tha thứ mà nói, nhưng nàng hiển nhiên là không muốn lại nghe Tô Hàng nói nhảm, trực tiếp đem Tô Hàng ném ra ngoài. Người trên không trung không bị khống chế rơi vào tỏa yêu tháp dương lên giống như một đầu cắn nuốt hổ kình tầm thường miệng lớn, phản phất vực sâu không đáy một dạng. Tô Hàng còn đến không kịp tâm lạnh, liền rơi xuống thực chất. Chung quanh một vùng tăm tối, yêu khí tràn ngập, đặt mình vào trong đó, không rét mà rung. Tô Hàng cũng một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình, từ dưới đất bò dậy. Xuống một khắc, bốn phía ánh lửa lần nữa sáng lên. Lần này, Tô Hàng mới phát hiện đứng ở đằng xa mấy chỗ ngoài cửa một đám gia hỏa. Cơ hội tại mỗi một cánh cửa đằng sau đều có thật nhiều người, hay là yêu, bọn hắn đem ánh mắt đặt ở Tô Hàng trên thân, từng cái nhìn hết sức tò mò. Đối với mỗi một cái đi vào dưới nhất một tầng người, đều cần bị nghiêm túc đối đãi, nếu không phải cường đại đến mức nhất định, hay là tội ác tày trời người ác độc, cũng không có khả năng bị nhốt vào bên trong. Mà mặc kệ như thế nào, cũng là ở đây chia ba phái đối tượng lôi kéo. Ở đây không có ai phẩm, chỉ có thực lực, chỉ cần thực lực mạnh đến mức nhất định vậy ngươi liền có thể làm nơi này hoàng đế coi như ngươi ở bên ngoài là đồ thành ác nhân cũng không có quan hệ cho nên người tiến vào bước đầu tiên chính là muốn thử một ít thực lực ba phái sẽ thay phiên phái ra một người khảo thí cũng đồng dạng là cùng người mới tới giao lưu thuận tiện lôi kéo đối phương tô hàng đảo qua một vòng cũng có chút bất an chẳng lẽ tiến vào chuyện làm thứ nhất chính là muốn cùng tất cả mọi người đều đánh một chầu sao nơi này gia hỏa nhưng cũng không kém từng cái lên mà nói Xe tiện lợi luân chiến cũng có thể đem hắn cho mệt chết. Bất quá nhìn tiếp đến ba người đứng dậy, bên tay phải bên cạnh cái vị kia trước một bước đi tới tô hàng trước người. Uy, mới tới, ngươi là bởi vì cái gì bị nhốt đi vào A? À? Tướng Mạo hung ác, trên thân mọc đầy xanh đen vẫy xấu xí gia hỏa đối với tô hàng hô. Bởi vì tự tiện xông vào thục sơn, cho nên liền bị bắt đi vào. Tô hàng mặc dù cũng không nói láo, nhưng nơi này gia hỏa đều từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không tin tưởng. Ngươi đang đùa ta? ngươi cũng đã biết lão tử là vào bằng cách nào, lão tử giết 10 tòa thành người, triệu hoán một đầu vực sâu quái vật, mới bởi vậy bị nhốt đi vào. Tô Hàng gật gật đầu, đó là ngươi trừng phạt đúng tội. Ta đi ngươi đại gia. Bị Tô Hàng sặc một tiếng, treo đến người này trực tiếp mắng lên. Bất quá hắn vừa muốn nói chút cái khác, liền bị Tô Hàng phía trước cái kia tư văn rất nhiều, lại mang theo một đôi xà nhãn quỷ dị nam nhân cho dừng lại. Làm cho câu, ngươi nếu là không động thủ nữa mà nói, vậy ta sẽ phải trước lên. Tới ngươi, ai nói lão tử không động thủ gọi là làm cho câu gia hỏa lập tức cướp đường tiếp đó hắn vừa nhìn về phía tô hàng huynh đệ quy củ của nơi này mới tới gia hỏa đều phải tiếp nhận trách nhiệm cùng chúng ta ba người mỗi người đánh một trận tiếp đó ngươi sẽ cân nhắc quyết định muốn đi vào chúng ta ba phái một nhà kia tô hàng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra chỉ cần không phải cùng tất cả mọi người đều đánh qua mà nói vậy liền coi là không thể cái gì vậy nếu như ta cái gì cũng không tuyển đâu tô hàng nói Tô Hàng lời nói để cho bọn hắn đều sửng sốt phía dưới. Tự hồ người tiến vào cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới loại lựa chọn này. Bất quá làm cho câu cũng cho ra đáp án. Không chọn mà nói, cái kia cũng đơn giản, vậy không thể làm gì khác hơn là chết ở chỗ này, ở đây nhiều người như vậy, người nếu là có lòng tin có thể thử một lần. Hắn rất là tự tin mà cười cười, rõ ràng tin tưởng Tô Hàng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Tô Hàng suy tư một chút, nói, vậy được rồi, ta chính xác không cần thiết làm loại phiền toái này chuyện, cái kia, trong các ngươi ai tới trước nhìn về phía làm cho câu là ngươi hừ mới tới tiểu tử ngươi thật điên a à, bất quá muốn chọn nhưng là muốn đánh qua chúng ta bằng không thì nhưng là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe an bài cái này ba phái loại bỏ trình tự tới nói thứ nhất mặc dù có ưu thế nhưng nếu là đánh không lại liền cũng chỉ có thể là vì những người còn lại tới làm quần áo cưới nhưng nhìn xem làm cho câu dáng vẻ hắn cũng không cảm thấy mình đánh không lại tô hàng dạng này một cái gầy gò nho nhỏ gia hỏa so sánh làm cho câu cao như vậy ra thường nhân rất nhiều cơ thể chính xác tô hàng dạng này liền gầy gò nho nhỏ vậy vẫn là đánh xong rồi nói a à, hỏi một chút nếu là đánh chết người cái này muốn làm sao tính toán làm cho câu có chút nổi giận lời này rõ ràng chính là xem thường hắn khóe miệng của hắn mất máy mang theo giận dữ nói đánh chết không đếm được tô hàng cười cười tốt lắm bắt đầu đi làm cho câu làm cho một thanh khổng lồ câu liêm xích sắt rũ xuống trên mặt đất kéo lấy phát ra kim loại ma sát thanh âm Tô Hàng không có xuất kiếm, nhưng mà tại làm cho câu trong mắt chính là xem thường hắn. Mới tới, hôm nay lão tử cần phải đem ngươi phân đều cho đánh ra. Liêm đao thật cao nâng lên, quăng lên nửa vòng, hướng về Tô Hàng đập xuống. Tốc độ cực nhanh, nhưng như cũ bị Tô Hàng nhẹ nhõm thoáng qua. Xuống một khắc, tại làm cho câu chỉ là thời gian trong nháy mắt, Tô Hàng cũng đã biến mất ở trước mắt, mà hắn cảm nhận được nguy cơ, nhanh chóng sử dụng phòng hộ pháp thuật. Thế nhưng là cũng rất trực tiếp bị Tô Hàng một cước cho đạp bay ra ngoài lần này lập tức liền đưa tới đám người reo hò. Tô Hàng không có ngừng phía dưới, lần nữa lớn người hướng về phía trước, đuổi sát làm cho câu, trong chớp mắt, đánh ra 81 kiếm. Làm cho câu lôi trở lại cự liêm, đỡ trái hở phải, không ngừng ngăn trở Tô Hàng kiếm. Thế nhưng là rất khó, Tô Hàng kiếm cực kỳ xảo trá, lúc nào cũng tại làm cho câu phòng ngự khe hở, hoặc là đánh nghi binh bên trong, mệnh trung hắn. 81 kiếm đánh xong, Tô Hàng lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Lại nhìn làm cho câu, toàn thân lân phiến rụng mảng lớn, trên thân cũng là cảnh hoàn tàn khắp nơi, vết thương chồng chất. Nhưng chút thương thế này còn không thể muốn tính mạng của hắn, hắn lúc này cũng là giận đến cực hạn. Kể từ tô hàng tiến công đến nay, nghị luận chung quanh lớn tiếng khen hay âm thanh liền không có dừng lại, nhưng nhiều cũng là đối với tô hàng tán dương, nghe lọc vào làm cho câu trong tai, chính là tiếng dễu cực, để cho hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi, trong lòng chỉ càng giết tô hàng cho hả giận. Gầm lên giận dữ, làm cho câu thế mà đem cự liêm đâm vào tim. Tô hàng nhìn cũng là cả kinh, đây là đang làm cái gì, không phải là đánh không lại chính mình, tiếp đó xấu hổ tự sát. Làm cho câu thế nhưng là giết 10 tòa thành nam nhân, làm sao có thể bởi vì chút chuyện này mà xấu hổ tự sát. Chỉ thấy, cái kia cự liêm lập tức hư hóa, cùng làm cho câu tan đến cùng một chỗ. Chương 683, Cự Liêm Huyển hóa sau làm cho câu, thương thế toàn bộ tiêu tán, phá vỡ lỗ hổng vốn là còn rơi xuống huyết sắc, lúc này cũng đều giống như đảo ngược thời gian một dạng khôi phục lại, so với bất luận cái gì đang dược đều phải có hiệu quả, nhưng đã rơi xuống lân phiến không cách nào mọc lại trở về. Tô Hàng cũng lập tức nghiêm túc, đối phương cho đến khí thế của hắn hoàn toàn không giống như là một cái bình thường yêu tộc, nhưng thật giống như chỉ là một thanh băng lãnh liêm đao. Tiếp lấy liền nghe được người chung quanh nghị luận, lần này tiểu tử này phải chịu khổ sở, làm cho câu cũng thật là không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí ngay cả loại này hao phí bản mệnh chiêu thức đều dùng đi ra, bất quá cũng là, tiểu tử này là cái quý hiếm, nếu như có thể đem hắn chiếm được, những thứ này đại giới cũng không thể coi là cái gì không đợi tô hàng nghe đến nhiều thứ hơn cái kia băng lãnh liêm đao đã thoang tới cùng vừa rồi so sánh bất luận là tốc độ vẫn là sức mạnh đều giống như tăng cường vô số lần ngay cả tô hàng cũng chỉ là có thể bắt được một tia tàn ảnh mặc dù không có vũ khí nhưng là toàn bộ người đều biến thành vũ khí một cái tay hướng về phía tô hàng nện xuống tới tô hàng đưa tay ngăn trở lại phản phất là cùng một cái sắc bén liêm đao tiếp xúc nếu không phải tô hàng phản ứng cấp tốc chỉ là cắt một đạo rất sâu lỗ hổng bằng không thì chính là liền cả cánh tay đều phải phế đi vội vàng kéo dài khoảng cách nhìn xem vết thương cái kia thanh ô vết máu cũng đang nói rõ đao phong kia mang theo ăn mòn đang xâm nhiễm lấy tô hàng nhưng không phải đứt trời cuối cùng còn có khả năng chữa trị tới ăn một cái đang dược liền cũng không còn thời gian xử lý làm cho câu đã vọt lên loại kiểm tra này đã vì tranh đoạt một người mới đồng dạng cũng là một lần biểu diễn chính như tô hàng bắt đầu hỏi nếu là người chết làm sao bây giờ liền cũng vẫn là làm cho câu đáp câu kia sinh tử không đếm được chính là năng lực mạnh đi nửa người mới chết ở ở đây cũng sẽ không có người đau lòng, không có ai quan tâm mệnh, đều bị giam ở nơi này, cũng không có khả năng đi ra, ngang ngược chính là phát tiết tốt nhất đường tắt. Bọn hắn càng ưa thích nhìn thấy chính là một hồi sinh tử quyết đấu, mà không phải người mới gì khảo thí. Tô Hàng rút kiếm ra. Chỉ có một cái tay, một cái tay khác mặc dù dừng lại thương thế, nhưng đằng sau cũng tự nhiên dùng nữa. Làm cho câu cười lớn một tiếng, nhất chân chính là một cái đá ngang, Tô Hàng không có đón đỡ, lùi một bước né qua. Làm cho câu phản ứng cực nhanh, không cho tô hàng thời gian thở dốc thu chân lên nhảy bước ra một bước bỗng nhiên một quyền đập về phía tô hàng lần nữa bước lui lại liên tiếp ra chiêu chỉ đánh tô hàng không hề có lực hoàn thủ liên tục lui về phía sau đều phải đến bên tường mà phản phất đó chính là hắn ranh giới cuối cùng lại đi qua chính là chết ngay tại lúc một bước cuối cùng tô hàng huy kiếm đầu người ứng thanh mà rơi chưa từng có ai nhìn thấy xảy ra chuyện gì thực sự quá nhanh không thể làm gì khác hơn là giống tô hàng chưa bao giờ động thủ một lần nhưng rơi trên mặt đất đầu người đang lăn xuống xó xỉnh, rơi vào vị kia tư văn thư sinh bộ dáng nam nhân dưới chân. Hắn tự hồ cũng không chấn kinh Tô Hàng cường đại, chỉ là nhẹ nhàng một cước, liền đem lăn xuống đầu người giống đá bóng đẩy ra một bên, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chầm chầm Tô Hàng phương hướng, trong ánh mắt kia tràn đầy dục vọng, dường như là một loại chiến đấu dục vọng. Chấn kinh chỉ kéo dài bất quá mấy giây, ngay sau đó là vui mừng thanh âm, một chút cái này giống như giác đấu trường phương tiện giống như là trải qua chúc mừng ngày lễ giống như náo nhiệt lên. Tô Hàng rất không thể hiểu được, cái này chết chẳng lẽ không phải bọn hắn đồng bạn sao? Vì cái gì từng cái vui sướng liền cùng chết giống như cừu nhân? Đây chỉ là bởi vì tô hàng là mới xuống, đối với nơi này còn không phải hiểu rất rõ, đồng bạn. Ở đây căn bản liền sẽ không có chân chính đồng bạn quan hệ, bọn họ đều là một đám tàn những đồ tể tụ tập chung một chỗ, không thể bởi vì bị thúc ép tụ tập mà thay đổi bọn hắn tính chất, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng là một đám tàn những đao phủ. Người mới, người mới. Bọn hắn cũng không biết tô hàng tên, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đi vì tô hàng treo hò tại trong một mảnh để cho tô hàng âm thanh ồn ào này hắn xử lý vết thương chỉ là vết thương có chút phiền phức tô hàng còn không thể lại dùng hắn cái tay khác một hồi đi qua cảm xúc mạnh mẽ liền giáng xuống rất nhiều nhưng mà khảo thí còn chưa kết thúc vậy có một đôi thủ nhãn nam nhân bước vào chiến đấu vòng tròn bản thân hắn nhìn dáng vẻ không tầm thường không hề giống là chém chém giết giết loại kia càng có loại hơn quân tử phong thái chỉ có một đôi kia mắt dọc nhìn không hài hòa Tô Hàng cũng một tay rút kiếm nhìn qua hắn. Người mới, ngươi rất mạnh, ta cũng nhất định phải thừa nhận điểm này, nhưng tiếc là ngươi sau đó muốn đối mặt cũng không phải làm cho câu phế vật như thế, ở đây có thế giết chết hắn tiện tay trảo một cái cũng là một nắm lớn. Hắn lời nói có chút khoa trương, tất nhiên bị tuyển ra tới khảo thí người mới, như vậy thực lực của hắn tự nhiên cũng là đáng tín nhiệm, cái kia giết chết hắn chính là hữu, nhưng tuyệt đối không có đến tình cảnh vừa nắm một bó to. Nhưng có một chút mắt dọc nam nhân cũng không có nói sai, hắn liền cũng là có thể giết chết làm cho câu bên trong một người. Ngươi nói những thứ này không có quan hệ gì với ta, nếu là ngươi cũng phải lên mà nói, vậy liền động thủ chính là, từ đâu tới nói nhảm như vậy. Có thể là bởi vì thụ thương để cho tô hàng tâm tình thật không tốt, nói chuyện đều tràn đầy lệ khí. Nhưng cái này cũng không để cho đối phương giống làm cho câu lập tức liền phẫn nộ, hắn vẫn như cũ sắc mặt bình thản nói, không nên gấp gáp, có lẽ ngươi ta nhưng là sẽ trở thành đồng bạn. Ta cũng sẽ không muốn ngươi mệnh, vậy quá tàn nhẫn, ta người này rất ít giết người, ngươi yên tâm chính là. Tô Hàng không nói gì, cũng không cần thiết đi đón phía dưới loại khiêu khích này lời nói. Thế là gia hỏa này cũng cảm thấy vô vị, liền lấy ra vũ khí. Đó cũng là một thanh kiếm, ngân bạch nhuyễn kiếm, cùng người này khí chất có chút tương hợp. Lưu lại tên A, ta sợ thất thủ giết ngươi. Tô Hàng lạnh lùng nói. Nam Phong. Gọi là Nam Phong tư văn nam nhân nhàn nhạt đáp. Nếu không phải đạo đức giả, vậy người này hàm dưỡng vô cùng tốt, Tô Hàng đánh giá như thế, cũng tò mò dạng này bởi vì sao cũng sẽ bị nhốt vào tỏa yêu tháp, hơn nữa còn cùng bọn này yêu ma quỷ quái xen lẫn trong cùng một chỗ hòa thuận như thế. Xin chỉ giáo. Nam Phong bày ra tư thế đạo. Tô Hàng cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên chính là một kiếm. Nam Phong nhuyễn kiếm lắc một cái liền cũng bò tới, mũi kiếm rét lạnh, sát cơ mai phục, một chiêu một thức, chính là vì lấy Tô Hàng tính mệnh, cùng hắn nói tới rất ít giết người cũng rất là khác biệt. Hư xà huyễn ảnh. Có người nhận ra Nam Phong kiếm chiêu kinh ngạc nói, cái này mới tới tiểu tử thế mà vừa lên tới liền buộc Nam Phong dùng hết sát chiêu như vậy, nhìn tiểu tử này thật không đơn giản a. À. Có thể tại trong Nam Phong hư xà huyễn ảnh sống sót tại trong cái này bảy tầng tỏa yêu tháp thế nhưng là không có mấy cái, sợ là hôm nay ở đây lại muốn thêm ra một cái mạng. Lời này chỉ là nhỏ giọng, nhưng ở đây nhận ra Nam Phong kiếm chiêu người cũng phần lớn là đồng dạng ý nghĩ. Tô Hàng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, chiêu thức kia quỷ dị như vậy, phản phất có vô số thanh nguyễn kiếm dùng khác biệt tư thế nhắm ngay hắn, để cho hắn không thể chống đỡ được chỉ là một vòng chiêu thức xuống, tô hàng trên thân liền phá mấy chỗ, vết thương không đậm, nhưng cũng nhìn ra được tô hàng chật vật, lại hắn nhất thời không có trả tay năng lực. Chương 684, Lôi hỏa chi thuật Liên tiếp mấy lần, tô hàng tìm được cân bằng điểm, cũng coi như là có thể kháng trụ. Lại không có thoát khỏi căn bản nhất khó khăn, hơn nữa Nam Phong cũng biến thành càng nhanh, tiến một bước chèn ép tô hàng. Tay phải không thể sử dụng, cuối cùng vẫn là để cho tô hàng nhận lấy hạn chế. Đã như vậy, Tô Hàng cũng không có ý định đi cùng Nam Phong đi liều mạng kiếm, hắn am hiểu cũng không chỉ là kiếm. Mà nhìn thấy Tô Hàng đem kiếm thu về, liền Nam Phong đều ngẩn ra. Chẳng lẽ là Tô Hàng tự giận mình? Nhưng sau một khắc là hắn biết đáp án, một vệt kim quang đột nhiên lóe lên, Nam Phong liền tấp tốc lui lại, miễn cưỡng né qua. Đây là ngũ hành đang thuật. Ngươi không phải kiếm tu sao? Loại này hoàn toàn vượt qua trong lòng tất cả mọi người dự đoán sự tình cũng khó trách để cho rất nhiều người đều hoang mang nghị luận lên. Ta không có nói qua ta là kiếm tu, chỉ là chính ngươi cho là mà thôi. Tô Hàng nói xong, liền lần nữa đánh ra nhất chiêu lôi pháp. Tử điện quấn thân, như lôi thần, sau đó hướng về Nam Phong vọt tới. Kiếm quang, ánh chớp, đang vào lẫn nhau. Nhưng Nam Phong đang ngạc nhiên sau đó, cũng là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Vẫn như cũ dùng chiêu thức giống nhau ứng đối, chỉ cần Tô Hàng không phá được hắn hư xà huyễn ảnh, như vậy mặc kệ Tô Hàng dùng ra như thế nào chiêu thức tới, hắn đều là vô địch. Tô Hàng đã dùng ra ngũ hành chính pháp, tự nhiên cũng là nghĩ tốt ứng đối chi phát một đạo lôi hỏa uẩn nhưỡng ở mảnh này không gian trung ương hỏa hồng cùng màu tím chiếu rọi cùng một chỗ cùng tụ tập ra một cái ước chừng ba bốn người độ cao hình cầu nhìn xem cường đại như vậy linh lực hội tụ nguyên bản người quan chiến đều trong lòng ưu tư có chút người nhát gan càng là trực tiếp rời khỏi nam phong cũng không cách nào không nhìn cái này cường đại lôi hỏa chi thuật những người khác lại như thế nào lo lắng chiêu này cũng không khả năng là hướng về phía bọn hắn mà đi chỗ khác tại chiến đấu trung tâm vậy tất nhiên là muốn trực tiếp tiếp nhận của lực lượng này. Có lẽ hắn có thể né tránh. Tô Hàng còn đồng thời chống đỡ lấy Nam Phong kiếm, hắn cười nói, nếu là ngươi bây giờ chịu thua, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Nam Phong cũng bắt đầu cười. Vẫn là thử một lần đi, ta cảm thấy ta có thể kế tiếp. Đã như vậy, Tô Hàng cũng không nhiều lời, trực tiếp đem lôi hỏa hội tụ hình cầu hướng về Nam Phong đập xuống. Hướng về bốn phía tản mát ra cường đại uy năng, tại dạng này trong không gian, Nam Phong nếu là không muốn đi kế tiếp, cũng không có khả năng, hắn chỉ có thể ngạnh kháng lôi hỏa dần dần đem nam phong bao quanh kéo dài bất quá vài phút mà thôi lôi hỏa đánh tan mà chiến đấu cũng ở đây trong nháy mắt kết thúc nam phong cuối cùng vẫn là không có kháng trụ nguyên bản trên thân chỉnh tề quần áo lúc này đã phá thành mảnh nhỏ hóa thành lam lũ bản thân hắn cũng là bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh bất quá luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng không có lan đến gần người xung quanh cái kia ba phái thủ lĩnh cũng đứng đi ra thế thân sau người chặn nam phong không chết bị người mang đi nhưng đã chết mất làm cho câu cơ thể nhưng không ai lại đi để ý tới, đến bây giờ còn ở nơi đó, vừa rồi trải qua lôi hỏa thiêu đốt, lúc này đã biến thành một bộ xác chết cháy. Lần này liền đến phiên cái thứ ba gia hỏa. Từ đầu đến giờ, Tô Hàng tự hồ đối với gia hỏa này cũng không có ấn tượng gì, người này thật giống như từ đứng ra sau liền ẩn thân, Tô Hàng mặc dù đã gặp hắn một mắt, nhưng là bây giờ lại không cách nào tại nhớ kỹ hình dạng của hắn. Thẳng đến lại độ nhìn thấy hắn dáng vẻ, hắn mới có thể một lần nữa nhận ra. Đây là một cái cực kỳ nam nhân bình thường, không giống như phía trước hai người như thế có để cho người ta nhớ chỗ. Tóc rối bù cuối tại trên đầu, ngũ quan cũng không xuất chúng, tổ hợp lại với nhau cũng đồng dạng phổ thông, mà mặt trên người một mặt màu xám, nếu là đem hắn bỏ vào trong đám người, chính là rất khó tìm lại được. Nhưng tại đối mặt phía trước hai người sau đó, Tô Hàng cũng không dám kinh thị. Ngươi là cái thứ ba. Ta chịu thua. Ngay tại Tô Hàng muốn tiếp tục kể một ít lời xã giao thời điểm, lại không nghĩ rằng nam nhân này mở miệng nói ra. Tô Hàng sửng sốt một chút, nói, ngươi có thể chịu thua. Ngươi không phải tới khảo nghiệm sao? Chưa từng có nghe nói qua cái gì khảo thí, thi hai trận sau đó, trận thứ ba lão sư không có để cho kiểm tra đã vượt qua. Vì cái gì không thể chịu thua, thực lực của ngươi chỉ sợ cũng không người người đi chất vấn. Này liền đã đủ. Tự hồ cũng chính xác như thế. Tô hàng tìm không ra lý do tới, cái này cái thứ ba nam nhân liền trực tiếp quay người đi, người bên cạnh chỉ là nhìn hắn một cái, nhưng không ai dám nói cái gì. Nguyên bản đối với loại này ồn ào lên sự tình hưng phấn nhất tỏa yêu tháp đám người, nhìn thấy hắn nhận thua, thế mà không ai dám đi hét lớn để cho hắn không cần sợ loại lời này, tràn diện một chút lạnh tanh để cho tô hàng rất khó tin tưởng là vừa rồi đám người kia. Bất quá người này đi mọi người vây xem cũng không có đi, bởi vì bây giờ cũng là sau cùng một vòng, đó chính là tô hàng muốn lựa chọn một bộ gia nhập vào. Ba phái thủ lĩnh riêng phần mình đi ra. Cũng là yêu tộc, rõ ràng tại cái này tỏa yêu tháp tầng thứ 9 cũng không có cái gì nhân tộc thế lực, cái kia thuộc sơn lão tổ lời nói quả nhiên cũng chỉ có thể là nghe một chút mà thôi, hơn nữa cho dù có chỉ sợ cũng là bị dung nhập vào ba phái bên trong. Trong đó một cái thân hình còng xuống gia hỏa trước một bước mở miệng nói: "Mới tới tiểu tử, ngươi rất mạnh, đây là tất cả chúng ta đều chứng kiến sự thật, nhưng mà mặc kệ thực lực của ngươi cường đại cỡ nào, tại tỏa yêu tháp, ngươi liền muốn tuân thủ tỏa yêu tháp quy củ, bằng không thì ngươi chính là cùng chúng ta tất cả mọi người là địch." một cái khác tráng hán nói tiếp, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, quy củ của nơi này cũng liền như vậy hai đầu, ngươi chỉ cần làm đến liền tốt. Tô Hàng hỏi, có hai đầu sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có một đầu đánh chết không đếm được đâu. Tráng hán cũng không hề để ý Tô Hàng đánh gãy hắn mà nói, tiếp tục nói, đây chẳng qua là trong đó một đầu, một cái khác chính là bất luận cái gì đánh giết nhất thiết phải ở trước mặt mọi người tiến hành. Đầu này cũng là giống như là quy củ của nơi này. Nhưng cái này hai đầu quy củ đơn giản cùng không có quy củ một dạng, nói cho cùng cũng chỉ là nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện mà thôi. Nhưng Tô Hàng cũng rất khó tưởng tượng, cứ như vậy không có trói buộc tình huống phía dưới, ở đây lại còn sống nhiều người như vậy, có lẽ kẻ yếu cũng có chính mình sinh tồn chi đạo A. Cái cuối cùng thủ lĩnh cũng mở miệng, quy củ là quy củ, mà gia nhập vào ba nhà chúng ta chính là quen thuộc, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng mà cự tuyệt kết quả chính là ngươi không nhận bất luận cái gì một bộ bảo hộ, ngươi trở thành đệ tứ phái tự mình đối mặt ba nhà chúng ta. Tô Hàng tò mò hỏi câu, đó có phải hay không đệ tam phái chính là dạng này tới? Không nghĩ tới còn thật sự nói đúng. Lời mới vừa nói vị này cười cười, ngươi đoán không lầm, ta liền là cái kia đệ tam phái, nhưng ta cũng không phải một người. Hắn tại nói lời này thời điểm, Tô Hàng lập tức liền nghĩ đến cái kia rời đi gia hỏa, chỉ sợ đệ tam phái đích xác lập quan hệ với hắn rất lớn. Nhưng Tô Hàng lại không có nghĩ tới thành lập cái gì đệ tứ phái, hắn cũng sẽ không ở đây một mực tiếp tục chờ đợi, hắn nhưng là phải ly khai cái địa phương quỷ quái này trở lại trong hiện thực nghĩ nghĩ, nhìn về phía người cuối cùng, nói, nếu là quen thuộc, vậy ta cũng nhập gia tùy tục, không đi làm cái gì đặc thù, liền các ngươi A, à, ít nhất không để cho ta nhiều đánh một chầu. Chương 685, 7 tầng trở lên. Đây là lý do gì, nghe thật sự rất tùy ý dáng vẻ. Nhưng tô hàng thực lực đã chiếm được tất cả mọi người chứng nhận, cũng không có người dám đi nói cái gì. Cái kia vị thứ ba thủ lĩnh cũng là cười vui vẻ. Huynh đệ, ánh mắt không tệ. Hai người khác tại sau khi xác định tô hàng, liền rất quả quyết mang người rời đi, không có một chút thêm lời thừa thải hoặc là động tác. Mặc dù đó cũng không phải ước định quy củ, nhưng cũng cùng quy củ không sai biệt lắm, không có thực lực phía trước cũng sẽ không có người không có mắt đi đánh vỡ tập quán này. Đợi đến cái kia hai phe rời đi, liền chỉ có cuối cùng này một loạt, rất nhiều người xông tới, tô hàng rất không dễ dàng mới từ bên trong tìm được một cái nhân tộc, nhưng vẫn là một cái bán yêu. Hắn nghĩ nghĩ, liền không suy nghĩ thêm nữa lấy nhân tộc sự tình, hiện tại hắn thực lực nhận được tán thành, hắn cũng không cảm thấy bọn này dựa vào nắm đấm nói chuyện đám gia hỏa sẽ đi để ý hắn nhân tộc thân phận chỉ cần bị giam ở nơi này đó chính là người giống nhau không xuất được đáng thương gia hỏa mà thôi chủng tộc lại có cái gì trọng yếu đương nhiên thực lực hay là tiền đề đám người ôm lấy tô hàng rời đi dọc theo đường đi vị thủ lĩnh kia cũng cùng tô hàng giới thiệu bảy tầng luyện yêu tháp sự tình ngoại trừ tô hàng bây giờ tiến vào long phái một cái khác tráng hán chỗ gọi là hùng phái còng xuống lão nhân chỗ gọi là quy phái tên cũng không có đặc thù là dựa theo bọn hắn người sáng lập chân tướng kêu. Bất quá long là không thể nào có, nhưng tên cũng không phải vị thủ lĩnh này lấy, mà là cái kia chịu thua nam nhân, về phần tại sao, cũng không có ai hỏi, dù sao thì là như thế này kêu. Đợi đến trời đi gian phòng kia, mặc dù mới phát hiện toàn bộ luyện yêu tháp kỳ thực rất lớn, nhất là tầng thứ bảy, lại là toàn bộ luyện yêu tháp lớn nhất một tầng. Hết thảy bị chia nhỏ một vòng 32 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng cũng là một mảnh rất lớn khu vực, nhưng những thứ này khu vực hoàn cảnh đều cực đoan ác liệt, sinh hoạt ở nơi này, cơ hồ thời thời khắc khắc đều có chết nguy hiểm. Nhưng cũng có mấy cái không gian là tương đối an toàn một chút, tỉ như cùng phong cùng băng tuyết hai cái này, cũng là long phái bây giờ có được chỗ. Bọn này sinh hoạt tại tầng thứ bảy gia hỏa cần phải làm là đi tranh đoạt những thứ này chất lượng tốt không gian sinh tồn, có thể còn chính mình sống lâu một chút. 32 ở giữa, quy phái cùng hùng phái riêng phần mình chiếm 10 gian, mà long phái độc chiếm 12, cái này cũng là lần gần đây nhất sau khi chiến đấu quyết định. Nhìn tô hàng lựa chọn vẫn là đúng, lựa chọn thực lực mạnh mẽ nhất một phái kia vị này long phái thủ lĩnh gọi là biệt thịnh mà cái kia chịu thua gia hỏa lại có một cái nhân tộc tên gọi là sở vân thành đối bọn hắn tên tô hàng không có quá nhiều đánh giá chia tay thịnh đã mang theo tô hàng đi tới chỗ kia cuồng phong không gian cái không gian này rất lớn mỗi giờ mỗi khắc đều tại thổi cuồng phong nhưng gió loại vật này cũng không có khủng bố như vậy chắc chắn sẽ có một chút xó xỉnh là có thể lẫn tránh cho nên tương đối mà nói chính là chỗ an toàn nhất khuyết điểm duy nhất có thể chính là cái kia tiếng ồn ầm ĩ để cho người ta không tĩnh tâm được mà đi vào ở đây có thể chân chính tiến vào long phái bên trong người cũng không có mấy cái, không gian mặc dù lớn, thế nhưng là phân công đến mỗi người trên đầu cũng không có nhiều như vậy. Có thể đi vào trong nơi này cũng đều là long phái thực lực cường hãn một đám người, Tô Hàng liền cũng bị tán thành trở thành trong đó một cái. Tô huynh đệ, ngươi yên tâm chính là, nơi này còn tính là an toàn, ngươi cũng không cần làm cái gì, cũng sẽ không có người quản ngươi, ngươi muốn làm gì cũng có thể, chỉ cần lần sau tranh đoạt thời điểm, giúp đỡ xuất một chút lực, giữ vững những thứ này không gian liền tốt đây chính là nghĩa vụ cùng quyền lợi lẫn nhau quan hệ sao? Bất quá tất nhiên hưởng thụ lấy ở đây, Tô Hàng cũng không lý tới từ cự tuyệt. Hắn gật đầu nói, ta đã biết, lần tiếp theo cho ta biết là được. Lần này vừa mới tiến hành không lâu, lần sau còn rất dài thời gian, Tô Huynh để có thể nhiều tu chỉnh một đoạn thời gian, có lẽ có thể ở đây nhìn một chút, kỳ thực ngoại trừ không xuất được, nơi này và bên ngoài là không có gì khác biệt. Nếu là gặp từ phía trên mấy tầng xuống nữ yêu, nói không chừng còn có thể để cho huynh đệ thoải mái một chút. Tô Hàng Hiếu Kỳ nói, từ phía trên có thể xuống. Có thể, cái này tỏa yêu tháp mỗi một tầng phong ấn nhưng cũng kỳ quái, chỉ là đơn hướng, từ phía trên có thể xuống, nhưng mà muốn từ phía dưới đi lên, cũng vô cùng khó khăn, nhưng nghe những cái kia từ phía trên rất xuống gia hỏa nói, phía trên hoàn cảnh mặc dù không tệ, không có ở đây nhiều như vậy nguy hiểm, cũng không phải là ít người, rất là chen chúc. Huynh đệ cũng sẽ không muốn đi lên xem. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, có lẽ còn có khả năng đi ra cũng khó nói. Tô Hàng tùy ý nói thế nhưng là liền lập tức bị biệt thịnh phủ định hoàn toàn hắn hơi có chút ngữ trọng tâm trường nói huynh đệ ta và ngươi nói thật ở đây mỗi cái người tiến vào đều nghĩ qua muốn đi ra ngoài cảm thấy mình lợi hại còn không có gì chỗ có thể vây khốn chính mình chính là cái này tỏa yêu tháp nhưng vậy thì thế nào nhưng huynh đệ ta nói cho ngươi bất luận cái gì cường giả liền xem như trận pháp đại sư nửa bước siêu phàm đi vào ở đây vậy cũng phải nhận mệnh vừa rồi cái kia sở vân thành huynh đệ mặc dù không có cùng hắn đánh qua nhưng mà hắn rất mạnh cũng cùng ngươi từng có một dạng ý nghĩ, nhưng là bây giờ ngươi cũng thấy đấy, hắn giống như chúng ta, đều chỉ có thế vây ở chỗ này, vì sinh tồn không gian tranh đấu. Đa tạ chỉ giáo. Tô Hàng nói cảm ơn. Cũng đừng thịnh tự hồ nhìn ra Tô Hàng chẳng qua là ngoài miệng nói như vậy, hắn thở dài nói, ta cũng bất quá là cùng ngươi nhắc nhở vài câu, biết không có thể khuyên động tới ngươi, huynh đệ ngươi đi thử xem cũng tốt, bất quá vẫn là chú ý một chút, đừng đem chính mình đùa chơi chết. quả yêu tháp cũng không chỉ là chúng ta những người này rất nguy hiểm, nguy hiểm nhất vẫn là ở trong đó biến hóa. Tô Hàng lại độ cảm ơn. Mà tất nhiên lời nhắn nhủ sự tình nói không sai biệt lắm, đừng thịnh liền đem Tô Hàng đặt ở chỗ, cũng liền rời đi. Nơi này không có gì cả, chỉ có trên mặt đất mặt đất cứng rắn, mà mặt đất chính là tỏa yêu tháp tháp mặt, gia trì trận pháp cường đại phù lục, rất khó từ bên trong đột phá đi. Nhưng may ở chỗ này cũng không có cùng phong, gió cách Tô Hàng mười mấy thước chỗ thổi, tự hồ thật sự chính là một mảnh chỉ có một gian phòng như thế hoàn toàn không bị ảnh hưởng chỗ. Hắn ngồi dưới đất, sửa sang lại vết thương trên người, đều không trọng, liền nghiêm trọng nhất đầu kia cánh tay trái, tu chỉnh một đoạn thời gian cũng có thể khôi phục tới. Những thứ này Tô Hàng đều không lo lắng, hắn lo lắng nhất vẫn là đi ra sự tình. Coi như đừng thịnh như thế nói cho hắn biết, thế nhưng là hắn không có khả năng từ bỏ rời đi, bên ngoài còn có càng trọng yếu hơn sự tình chờ lấy hắn. Chỉ có điều muốn từ địa phương nào bắt đầu đâu. Tô Hàng suy nghĩ, lại một lần nữa nghĩ tới cái kia sở Vân Thành. Có lẽ có thể đi hỏi hắn một chút, hắn cũng là đi nghiêm túc đi tìm ra miệng, có lẽ biết càng nhiều chuyện hơn, lúc nào cũng tốt hơn để cho Tô Hàng bắt đầu lại từ đầu A. Tô Hàng là dự định tại thương thế của mình cho dù tốt một điểm liền đi tìm hắn, nhưng là không nghĩ đến đối phương thế mà chủ động tìm tới cửa. Cái kia từ đằng xa chậm rãi đi tới gia hỏa, Tô Hàng đang nhìn hai ba lượt sau đó, cuối cùng xác nhận chính là Sở Vân Thành. Chương 686, 32 không gian. Cùng Sở Vân Thành ngồi đối diện nhau. Nơi này không gian mặc dù không lớn, nhưng mà dung nạp hai người nhưng cũng có thể. Ta vốn là nghĩ tới đoạn thời gian đi tìm ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi chủ động tới. Tô Hàng mở miệng trước đạo. Hắn giống như có thể nhìn thấu Tô Hàng ý nghĩ, ngữ khí có chút lỗ mãn nói, ngươi muốn tìm ta, tự nhiên là hỏi rời đi nơi này sự tình. Tô Hàng cũng không phủ nhận, đúng vậy, ta nghe người ta nói, ngươi cũng đi tìm rời đi biện pháp, cho nên muốn muốn hỏi một chút. Sở Vân Thành cười khổ một tiếng nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần suy nghĩ nữa, ta tìm 10 năm, gần nhất mới rốt cục từ bỏ. Trong 10 năm này ta địa phương nào đều đi qua, nhưng không có một điểm phá vỡ cái địa phương quỷ quái này khả năng, ngươi liền xem như đi tìm, cũng bất quá là uổng phí hết thời gian, có thể còn sẽ nộp mạng, không bằng ở đây bình yên sống qua ngày, lấy thực lực của ngươi, những tên kia cũng không khả năng có dám đến gây phiền phức cho ngươi. 10 năm, hết thảy hơn 3,600 thiên, đây cũng không phải là một cái ngắn con số, cho dù ở trong người tu hành dài dằng dặc tuổi thọ, cũng là không ngắn. Nhưng Tô Hàng Nhân xưa nay cũng không có từng nghĩ muốn tại bình yên sống qua ngày loại chuyện này. Vẫn là thử một lần đi, vạn nhất tìm được đâu, Tô Hàng cười nói, cũng không có nói cái gì hào ngôn chí khí, đó cũng không phải làm cho người khác nhìn. Sở Vân Thành ngừng tạm, đã nói nói, tùy theo ngươi, đã ngươi nghĩ thử một chút, ta sẽ đem kinh nghiệm của ta quay đầu đưa cho ngươi. Gặp Tô Hàng có chút hoang mang, Sở Vân Thành liền lại giải thích nói, ta đem kinh nghiệm của mình ghi vào trong ngọc giảng, cũng là vì thuận tiện ta đi thăm dò tìm bỏ sót chỗ. Tô Hàng gật gật đầu, khen, ngươi rất cẩn thận. Đó cũng không có tác dụng, không phải là tìm không thấy mở miệng sao. Tô Hàng trầm mặt xuống, không có nhận lời. Ta tới tìm ngươi cũng không phải vì việc này. Hắn vừa tiếp tục nói. Sự tình gì, nếu là ta có thể giúp ngươi mà nói, ta không chối từ. Tất nhiên đối phương đã đưa một món lễ lớn cho mình, tô hàng như thế nào cũng muốn có qua có lại. Cũng không phải nhờ ngươi hỗ trợ, kể từ từ bỏ tìm kiếm lối ra sau đó, cũng không có chuyện gì sẽ để cho ta nhớ treo, ta chỉ là tới nhắc nhở một chút, tốt nhất đừng treo chọc mấy người. Tô Hàng cũng không có nghĩ tới những thứ này, hắn vốn là cũng không có ý định cùng cái này một số người có gặp gỡ quá nhiều. Nhưng sở vân thành hảo tâm tới nhắc nhở, hắn hay là nghiêm túc nghe. Ta sẽ nhớ kỹ. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thậm chí không phải ngươi chủ động trêu chọc bọn hắn, bọn hắn cũng tới chủ động tìm ngươi. Sở vân thành nói rất là nghiêm túc đạo. Tô Hàng cũng lần nữa gật đầu. Thứ nhất chính là cái kia quy phái lão nhân. Hắn. Tô Hàng có chút nghi vấn. Hắn rất mạnh. Sở Vân Thành trả lời cũng rất ngắn gọn, nhưng càng là như thế, cái này đánh giá thì cũng càng cao, cái gì cũng không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Tô Hàng liền gật gật đầu, hắn cũng sẽ không hoài nghi sở Vân Thành phán đoán, giống như là hắn mặc dù không có cùng hắn đánh qua, nhưng cũng nhận định gia hỏa này rất mạnh một dạng. Mà cái kia hùng phái thủ lĩnh có phải hay không đồng dạng cần thiết phải chú ý? Tô Hàng đi theo hỏi. Nhưng là không nghĩ đến hắn lại lắc đầu, tên kia mặc dù cũng có mấy phần thực lực, nhưng trên toàn thể còn không phải đối thủ của ngươi, hắn cũng biết, cho nên tuyệt đối không có khả năng chủ động tìm tới cửa. Vậy trừ bọn hắn còn có cái gì khác người? Hùng phái còn có hai người, hai người là một đôi rắn hổ mang huynh đệ, đơn nhất đến xem, thực lực không mạnh, nhưng mà hai người vốn là một thể, trời sinh tâm linh chung, phối hợp lại cơ hồ giống như một người, mà bọn hắn cũng biết mình tại ở đây không thể đơn độc, cho nên làm bất cứ chuyện gì, hai người đều chưa từng tách ra, cũng có thể coi như bọn họ là một người đến xem, bọn hắn phối hợp thực lực rất để ý tới, ngươi phải cẩn thận. Tô Hàng lại độ gật gật đầu, Hai người này rõ ràng như thế, Tô Hàng gặp qua đoán chừng cũng sẽ lập tức nhận ra, đến lúc đó cách khá xa một điểm chính là. Quy phái ngoại trừ vị thủ lĩnh kia, liền cũng còn có một người, cũng là cái này bảy tầng duy nhất nữ nhân. Sở Vân Thành lần nữa nghiêm túc nói. Ta giống như cũng không có nhìn thấy nữ nhân. Nếu là vừa rồi tại nơi đó có nữ nhân, tại một đám nam nhân trong đống, chắc chắn là rất dễ dàng liền phát hiện, nhưng Tô Hàng nhớ kỹ tự nhìn đến cũng là nam nhân. Kỳ thực ngươi cũng không cần quá lo lắng nữ nhân này, nàng từ trước đến nay ưa thích độc lai độc vãng, rất ít tham dự vào những chuyện này đi lên ta đã từng cùng nàng giao thủ qua mặc dù bất quá mới mấy chiêu nhưng nàng thực lực không yếu đến nỗi đến cùng là trình độ gì ta không cách nào chính xác đưa ra đáp án nhưng ngươi chú ý một chút chính là hảo bất quá ta hẳn sẽ không gặp gỡ cô hàng lại cho ra đáp lại nói mấy người kia ta sẽ từng cái nhớ bất quá sở vân thành cũng không có kết thúc còn có một người cô hàng cũng là ngoài ý muốn cái này quy gấu hai phái còn có người nào hắn cũng không phải cái kia hai phái, mà là tại bên người chúng ta, nói đúng ra liền tại đây cùng phong trong không gian. Tô Hàng ngạc nhiên hỏi, chúng ta không phải cùng nhau sao? Sở Vân Thành cười lạnh một tiếng, ngươi thật tin tưởng có chân chính đồng minh sao? Tô Hàng cũng còn thật sự chưa từng tin tưởng, rất dễ dàng liền cũng đón nhận sự thật này. Người này trước ngươi đã từng gặp, rất là gầy gò nho nhỏ một cái gia hỏa, có chút bị ổi bộ dáng, làm người gian xảo, lớn yếu sợ mạnh. Tô Hàng cẩn thận hồi tưởng tự mình tới lúc người nhìn thấy, quả thật có dạng này một cái, nhưng mà hắn cũng không có cảm thấy đối phương cường đại. Người này có chỗ đặc biệt gì sao? Thực lực không mạnh, nhưng ngươi cần cẩn thận, hắn là chân chính trắng độc, nếu là ngươi không chú ý hắn, rất có thể liền sẽ bị gia hỏa này cho cắn một cái, mà cái kia một mụn tuyệt đối sẽ muốn ngươi tính mệnh. Không phòng quân tử chỉ sợ tiểu nhân. Có lẽ cái này cũng là trăm ngàn năm qua tất cả mọi người đều vấn đề nhất đầu A. Cái này hẳn không có những người khác A. Tô Hàng không tin thật mà hỏi. Ân, ừ, ta biết nhân trung cũng liền những thứ này cần cẩn thận, nhưng nếu là có người ẩn tàng quá sâu, ta cũng không cách nào khẳng định, có thể bị nhốt vào cái này bảy tầng luyện yêu tháp gia hỏa, đều không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, cho nên mặc dù ta với ngươi nói cái này một số người, nhưng ngươi nhớ lấy không thể kinh thường, sơ hở tên khác. Đa tạ nhắc nhở, ta nhất định sẽ cẩn thận. Thế nhưng là nói xong, tô hàng lại hiếu kỳ mà hỏi, sở huynh, ngươi ta cũng bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi vì sao muốn nói cho ta biết những thứ này. Vấn đề này quá mức trực tiếp, thế nhưng là tô hàng lại không thể không hỏi chính như sở vân thành để cho hắn phòng bị nơi này mọi người giống nhau hắn cũng cần phòng bị trước mặt nam nhân này sở vân thành trầm mặt xuống một hồi lâu cũng không có nói gì tô hàng cho là hắn là có cái gì khó lấy mở miệng sự tình nhưng hắn lại tiếp tục mở miệng nói có thể cũng là hy vọng ngươi có thể kéo dài ta tìm kiếm trời đi biện pháp mộng tưởng a việc này ngươi vốn có thể tự mình tới làm hắn cười lắc đầu nếu là chờ ngươi cũng làm 10 năm sau đó ngươi liền sẽ biết ta bây giờ tâm thái có lẽ còn có thể làm ra tìm kiếm dáng vẻ nhưng mà tâm đã chết cái này liền không có hy vọng. Chương 687, phá giải ý nghĩ. Bi thương tại tâm chết. Loại thứ này khó khăn nhất cứu vãn tình huống, Tô Hàng hiểu, cũng sẽ không đi nói khuyến khích mà nói, cái kia không có ý nghĩa, cũng sẽ để cho người ta sinh chán ghét. Sở Vân Thành rời đi nửa ngày sau, liền lại đưa tới Ngọc Giảng, mặc dù tại trong tỏa yêu tháp cũng sẽ không sinh sản cái gì, nhưng mà ở đây người chết rất nhiều, lưu lại đồ vật cũng liền nhiều, đặc biệt là mang theo người đồ vật, tỉ như những trữ vật hoặc Ngọc Giảng. Tô Hàng tiếp nhận Ngọc Giảng, phía trên có khắc thanh vân sơn chữ nghĩ đến hẳn là người nào đó tranh đoạt thanh vân sơn ngọc giảng sau lại bị giam ở nơi này cuối cùng lưu chuyển đến sở vân thành trong tay tô hàng cảm ơn sở vân thành cũng không có nhiều lời chỉ là dặn dò phải cẩn thận một chút mà nói liền rời đi mấy ngày kế tiếp cũng chính xác giống như đừng thịnh nói như vậy cũng không có cái gì tên gia hỏa có mắt không trồng sẽ đến quấy rầy đến tô hàng tô hàng một mặt khôi phục thương thế một mặt nghiên cứu trong ngọc giảng đồ vật ước chừng 32 cái không gian đều bị sở vân thành giao thiệp, thậm chí kỹ càng đến mỗi một cái xó xỉnh, mà trong đó còn có một số chiến đấu tràn diện, tỉ như hắn cùng cái kia bảy tầng duy nhất nữ tử ở giữa, còn có một đôi kia rắn hổ mang huynh đệ đều có chỗ gặp nhau qua, bất quá phần lớn cũng là vừa chạm vào tức lui, cũng là cường giả, cũng không hề hoàn toàn chắc chắn có thể chân chính giết chết đối phương. Mà ở đây, không có quy củ phía dưới, nếu như giết không chết, như vậy liền mang ý nghĩa vô tận phiền phức, cho nên muốn sống hài lòng một chút, vậy cũng không nên trêu chọc quá nhiều phiền phức. Bởi vì cái kia duy nhất nữ tử khuôn mặt đẹp, Tô Hàng không khỏi chăm chú nhìn thêm, lập tức có loại tiếc hận cảm giác, nàng vốn gia nhân thế nhưng làm tặc. Nhưng hắn không phải loại kia giả mù sa mưa gọi người tòng lương tê khách, sẽ không đi phát thiện tâm đi khuyên nhủ. Nhưng hắn cũng đồng dạng sẽ không cho là cái này mỹ mạo tâm địa của phụ nữ sẽ như thế nào hảo, nơi này chính là một cái ác nhân nơi tập kết hàng. Một bộ áo đỏ, như lửa tuổi tác, Tô Hàng như thế đánh giá lấy, hy vọng có thể gặp bên trên một mặt A. À. Ngoại trừ những thứ này không tính là thu hoạch thu hoạch, Tô Hàng cũng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới rời đi đồ vật, hắn có lẽ là thật là chính mình lại đi nhìn một lần, dù sao đây vốn chính là sở vân thành đồ vật của mình, hắn chỉ sợ chính mình cũng nhìn không dưới nhiều lần, nếu quả như thật có thể tìm được cái gì, hắn cũng nhất định liền phát hiện. Đợi đến tiếng vào tỏa yêu tháp ngày thứ 8, Tô Hàng xem xong ngọc giảng. Nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi chỗ của mình, mà là mở ra hệ thống, đếm thử liên lạc tinh luân, tinh luân bị hắn sau khi mở ra, nhưng vẫn không có từng tiếng vào, nhưng tiếp là mấy lần sau đó, tự hồ cũng biểu hiện cùng tinh luân khoảng cách qua xa, không cách nào kết nối. Khoảng cách mà nói, Tô Hàng cho rằng cũng không có xa như vậy, hắn là bị vị kia nữ hài một dạng thuộc sơn lão tổ cho đưa đến luyện yêu tháp, hắn biết khoảng cách, muốn kết nối vào tinh luân mà nói, dư xài. Cho nên chân chính ngăn cản nguyên nhân còn là bởi vì đây là luyện yêu tháp, tự thành một vùng không gian, mới cắt đứt liên hệ. Tô Hàng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, muốn liên hệ với tinh luân mà nói, vẫn còn cần rời đi tỏa yêu tháp. Ngày thứ 8 tới gần lúc kết thúc, Tô Hàng cuối cùng động thân. Ở cái địa phương này là không có cái gì mặt trời lên mặt trăng lặng, cũng không cách nào thông qua biến hóa đến xem thời gian, nhưng hệ thống nhắc nhở để cho Tô Hàng vẫn là có thể rõ ràng chính mình chờ đợi bao lâu. Hắn sau khi đi ra ngoài chuyện làm thứ nhất, chính là tìm sở Vân Thành. Ngươi phải đi xem một chút. Sở Vân Thành cũng biết Tô Hàng ý đồ đến, trực tiếp hỏi. Là. Ta xem qua một lần ngươi cho ta ngọc giảng, không có cái gì phát hiện. Tô Hàng đáp. Có lẽ là nói tới chính mình quá khứ, sở vân thành cảm xúc có chút rơi xuống. Kể từ từ bỏ sau đó, thứ này ta cũng nhìn không dưới trăm ngàn lần, ngươi không có phát hiện cũng là bình thường, chỉ là như đi tìm mà nói, tốt nhất vẫn là cùng ta đi con đường khác nhau tử, đừng nghĩ đến đi tìm đến cái gì trận nhãn chốt mở, loại đồ vật này ta có thể chắc chắn là không tồn tại. Tô hàng chỉ vào phía trên, ta không có ý định đi phá vỡ tỏa yêu tháp tháp bích con đường, cái này có trồng cường đại tài liệu làm trụ cột cường đại trận pháp, muốn phá vỡ hắn so với hủy đi luyện yêu tháp cũng không dễ dàng rất nhiều. Sở Vân Thành cũng là ngây ngẩn cả người, hỏi, ngươi muốn lên đến tầng thứ sáu đi. Cái này có lẽ đơn giản hơn một chút, mà nếu như có thể lên đến phía trên nhất một tầng, rời đi xác suất là muốn lớn hơn rất nhiều. Sở Vân Thành nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ngươi ý nghĩ rất có đạo lý, cái này có lẽ cũng là vì cái gì càng hướng xuống nhốt người cũng là càng cường đại, mà thông đạo lại cũng chỉ là thi đơn, nói không chừng ở phía trên mấy tầng bên trong, làm ra ra phòng hộ cũng không có bảy tầng dạng này không chơi vào đâu được. Tô Hàng nở nụ cười, hắn chính xác chính là như vậy nghĩ bất quá rất nhanh sở vân thành chính là một bàn nước lạnh liền rót xuống. Đại khái tại 10 năm trước, ta vừa mới đi vào cái địa phương này thời điểm, ở đây còn rất nhiều cường đại đám gia hỏa, bọn họ đều là từ mấy trăm năm trước trận kia nhân yêu ở giữa trong chiến tranh bị bắt lại đại yêu, ta nhớ được sâu nhất chính là vị kia quân soái đại nhân, thịnh mạc. Hắn cũng bị nhốt áp ở đây. Mà bọn hắn đám người này vào lúc đó có một cái ý nghĩ, chính là đánh xuyên qua thông hướng tầng thứ sáu thông đạo, tiếp đó bắt lấy những cái kia thượng tầng người cung cấp bọn hắn nô dịch. Ý nghĩ này mặc dù rất khó, nhưng là cùng ngươi nghĩ một dạng, tất nhiên có thể từ phía trên đi xuống, như vậy đã thông một cái đơn hướng thông đạo so với đột phá luyện yêu tháp bích dễ dàng hơn rất nhiều. Tô Hàng cũng thoáng tò mò. Vậy bây giờ nhìn đám người kia là thất bại, nhưng thời gian 10 năm, bọn hắn cũng không có thể đều đã chết a à? Đều đã chết. Sở Vân Thành trịnh trọng nói, bọn hắn tụ tập rất nhiều cường giả sức mạnh cùng đi công kích cái lối đi kia, vì mục đích kia, cơ hồ là dùng hết toàn bộ sức mạnh. Thế nhưng là tại một giây sau, của lực lượng này lợi dụng giống nhau phương thức toàn bộ trở về cho tất cả mọi người. Đám người kia như thế nào cũng nghĩ đến còn cần tiếp nhận lực lượng của mình, nhưng bọn hắn đã đem sức mạnh đều dùng ở trên công kích mặt, như thế nào có thể còn có năng lực đi phòng ngự, cho nên kết quả chính là bọn này không tự lượng sức gia hỏa toàn bộ đều chết tại trong trận kia quyết sách, liền thịnh mạc cũng khó trốn một kiếp. Này ngược lại là một cái cô hàng chưa nghe nói qua cố sự, nhưng cũng chỉ có thể xem như một cái khuyên bảo, tối đa chỉ là để cho hắn không muốn đi lỗ mãn dúng sức mạnh của mình đi công kích lối đi kia chính là. Sở Vân Thành lại nói, lối đi kia rất quỷ dị, chết ở người ở phía trên không phải số ít, ngoại trừ lần này mọi người đều biết hành động, còn có rất nhiều không biết tính danh người đều chết ở hắn phía trên, không có khả năng chỉ là bởi vì công kích mà chết, ta muốn nhắc nhở ngươi cũng là như thế, không cần đưa nó nghĩ quá đơn giản. Ta biết rất khó. Tô Hàng khẳng định nói, nhưng cũng không thể bởi vì khó khăn nên cái gì đều không làm, coi như thật đã chết rồi, ta kỳ thực cũng không quá có thể chịu được ở đây chịu đựng qua còn lại tuổi thọ. Ta càng muốn chết banh liệt một chút. Lời này nghe vào trong tai của sở Vân Thành, hắn nói chỉ là câu, kỳ thực cuộc sống như vậy mới là tốt nhất. Chương 688, Sát Hoa Nhài Tô Hàng không có đi cãi lại, cũng không có tất yếu cùng một cái chết đi tâm đi tranh luận cái gì, nếu là Tô Hàng cũng tại trên một việc giữ vững được 10 năm, nhưng cái gì thu hoạch cũng không có, chỉ sợ hắn biểu hiện còn không bằng sở Vân Thành đâu. Nhưng từ sở Vân Thành nơi này thu hoạch cũng không ít, Tô Hàng liền chuẩn bị cáo từ. Hơn nữa bởi vì muốn đi địa phương khác, Tô Hàng còn chuẩn bị đi cùng biệt thịnh gặp mặt một lần tìm được biệt thịnh cũng rất dễ dàng, hắn là thủ lĩnh, chiếm cứ chỗ cũng là tốt nhất, thậm chí hắn còn có thể mang nhiều một người ở chỗ này. Tô Hàng đi qua lúc, hắn đang cùng cái kia bạch bạch nộn nộn nam nhân vui cười chơi đùa. Tô Hàng chỉ cảm thấy ác tâm, nhưng cũng không có biểu hiện cái gì, tại loại này địa phương quỷ quái, phát triển ra loại này yêu thích tới, tự hồ cũng không có quá nhiều chỗ kỳ quái. Tô Huynh đệ tới. Biệt thịnh nhìn thấy Tô Hàng cũng vẫn rất nhiệt tình. Không biết Tô Huynh đệ tới là vì sự tình gì? biệt thịnh đẩy ra bên cạnh có chút nhu nhược nam nhân nói kỳ thực nam nhân này mặc dù có hầu kết nhưng khoác lên tóc dài vẽ lên nhàn nhạt trang dung cũng đã rất một nữ nhân không có quá đa phần đừng chỉ là cấu tạo hẳn là còn không có thay đổi tô hàng đem tầm mắt từ tên kia trên thân dời, nói bởi vì ta muốn đi tìm một vài thứ cho nên có thể muốn rời đi một đoạn thời gian chuyên tới để cùng thủ lĩnh nói một tiếng biệt thịnh lập tức cười nói tô huynh để xem ra vẫn là không quen quy củ của nơi này a à. ở đây chính là cái gì quy củ cũng không có Ngươi nếu là muốn đi, cái kia liền đi chính là. Tô Hàng cũng là giật mình, hỏi ta không phải là còn có muốn cùng cái khác hai phái chiến đấu sự tình sao, ta sợ rời đi, nhất định sẽ không đuổi kịp. Biệt thịnh lại không có để ý chút nào, vẫn như cũ vừa cười vừa nói, đó là phía dưới đám người kia chiến đấu, chỉ cần không phải uy hiếp bờ được ở đây, huynh đệ ngươi quản nhiều như thế làm cái gì, nếu là thật đánh tới ở đây, ngươi nếu là không trở về cũng có thể, chỗ tự nhiên là muốn để người khác cướp đi. Tô Hàng có chút giật mình, hắn không nghĩ tới lại có thể tự do tới mức này, nhưng mà nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta ở nơi đó chờ đợi vẫn còn tương đối quen thuộc, nếu là thật bị người đoạt đi, ta cũng sẽ không nguyện ý, nếu thật là đánh ngã ở đây, ta có lẽ còn là sẽ ra tay. Đừng thịnh sản khoái nói, vậy là được rồi, tô huynh để cứ việc đi làm chính mình sự tình đi thôi, ở đây có thế cái gì cũng không cần. Tô hàng liền cũng chỉ đành cáo từ. Cái kia giống như nữ nhân một dạng nam nhân cầm một bộ y phục tới, tô hàng lần nữa hiếu kỳ liếc mắt nhìn, chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ, nhưng tại đường thịnh trong mắt, lại cảm thấy tô hàng là có ý kiến gì không? Nhưng hắn không có để ý chút nào nói, tô huynh đệ có phải hay không có chút ý nghĩ, nếu là huynh đệ nếu mà muốn, ta nhưng cũng không ngại để cho huynh đệ thử một lần. Lời nói này bên cạnh gia hỏa liên tục giận dữ đánh. Tô hàng cũng là vội vàng khoát tay, tiếp đó trốn một dạng rời đi. Cái này cùng phong trong không gian, mặc dù một mực thổi không ngừng, nhưng mà đối với tô hàng tới nói, lẫn tránh cũng không có khó khăn như vậy, hắn tìm tìm phương hướng, liền phát hiện ra ngoài nơi này con đường một đường cùng đi, liền đã đến mở miệng, về tới lúc đi vào cái kia hình cái vòng gian phòng. Giống như bác quái trận nơi bình thường, nhưng đó là chia làm càng đa phần hơn, 32 chờ bên cạnh chỗ, có một loại không hiểu mỹ cảm. Tô hàng từ mở miệng sau khi ra ngoài, cũng không có gấp gáp đi đến cái kế tiếp địa phương, mà là lại trở về chính mình rơi xuống vị trí. Hắn cùng với hình cái vòng gian phòng dùng một bức tường tách rời ra vị trí, bức tường kia cũng không cao, cũng không cùng mái vòng tương liên, mà lại hướng lên trên nhìn, chính là tô hàng rất xuống lối đi cũng chính là ở đây, rất nhiều đại yêu bỏ mình hồn tán. Hắn nhìn một chút, thông đạo phong ấn lưu chuyển nhàn nhạt phù văn quang huy, phù văn cổ xưa cũng ám chỉ cái địa phương này lâu đời, Tô Hàng vốn còn hy vọng mình có thể nhìn minh bạch những phù văn này, tiếp đó tìm được biện pháp phá giải, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có khả năng. Thử dùng nhìn thấy một đạo hỏa diễm đánh vào phía trên, nhưng thông đạo cũng không có xuất hiện như sở Vân Thành nói như vậy đem sức mạnh một lần nữa trở lại sự tình. Nghĩ đến phát sinh loại sự tình này chắc cũng là bởi vì công kích sức mạnh đạt đến thông đạo có thể tiếp nhận năng lực, cho nên mới sẽ lựa chọn trả lại. Nhưng loại chuyện này Tô Hàng cũng không có đi kiểm chứng, hắn vẫn còn cần từ phù văn góc độ tới giải quyết vấn đề. Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu vẽ những thứ này phù văn cổ xưa, mặc dù không biết trong đó ý nghĩa, nhưng trước tiên viết phỏng theo cuối cùng không có vấn đề. Khai bút sau hoạch định thứ 73 cái phù văn lúc, một thanh âm cắt đứt hắn. Là cái kia quy phái thủ lĩnh. Mới tới tiểu tử, ngươi ở nơi này làm cái gì? hắn còng lưng phía sau lưng, thân thể cũng mười phần già nua, xương gầy như que củi bộ dáng thật sự rất khó cùng sở Vân Thành nói tới cái kia rất mạnh liên hệ với nhau. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng, từ giữa không trung rơi xuống, đi tới vị lão nhân này trước mặt. Từ già nua dưới làn da mặt, Tô Hàng có thể trông thấy bại lộ gân mạch, thậm chí yếu ớt để cho Tô Hàng lo lắng, chỉ cần không cẩn thận vạch đến, liền muốn để cho mạch máu bạo liệt. Ngươi tại vẽ những phù văn kia. Tiểu tử ngươi biết. Tô Hàng phủ nhận nói, không biết, nhưng muốn viết phỏng theo nghiên cứu một chút Ngươi là muốn muốn đi ra ngoài à Lão nhân lại hỏi Tô hàng thì bất ngờ nhìn xem hắn Chính mình tự hồ cũng không có nói qua cái gì Lão nhân cũng nhìn ra tô hàng nghi vấn Liền giải thích nói Ngươi không cần nghi hoặc Mỗi một cái vừa mới tiến vào gia hỏa ý nghĩ đầu tiên Cũng là muốn từ nơi này ra ngoài Nhưng mà đều không ngoại lệ Bọn hắn đến cuối cùng đều biết lựa chọn từ bỏ Chẳng qua là một cái thời gian dài Thời gian ngắn mà thôi Ta gặp được ngắn chỉ là nửa tháng mà gián dấp thế nhưng là khoảng chừng 100 năm. Tô Hàng cũng là ngạc nhiên, 100 năm thế nhưng là so với sở Vân Thành còn muốn lâu, hắn vốn là cho là sở Vân Thành dạng này đã liền cũng đủ dài. Không khỏi tò mò hỏi, cái kia 100 năm chính là người nào? Lại có thể kiên trì lâu như thế? Lão nhân chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Mà là chuyển hướng nói, bất quá ta nhìn ngươi bộ dáng, đại khái là một cái có thể kiên trì rất lâu, chỉ có điều thời gian mọc lại, cũng không có gì chỗ ích lợi gì a à, tìm không thấy đi ra biện pháp chính là tìm không thấy, Nơi này chính là hoàng mỹ nhất lồng giam, bất luận cái gì bị giam người ở chỗ này đều không thể ra ngoài. Tô Hàn nhìn xem hắn, nghĩ thầm, có lẽ lão nhân bản thân cũng đã từng là một người như vậy a, à, nhưng là cùng Sở Vân thành một dạng cũng là tâm chất loại hình. Nói xong, lão nhân cười ha hả, không nói, quá đã kích ngươi người mới tới này lòng tự tin, tìm xem cũng là chuyện tốt, nói không chừng liền cho ngươi đụng phải, vậy đối với tất cả chúng ta đều là một cái chuyện tốt. Tô Hàng cũng là cười cười, nhận ngài các ngôn lão nhân lại nói, ngươi nếu là muốn nghiên cứu những thứ này phù văn cổ xưa, không bằng đi tìm một chút sát hoa nhài, nàng đã từng nghiên cứu qua rất nhiều, có lẽ có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Là nữ nhân kia sao? Tô Hàng hỏi. Chương 689, thông đạo lại khải. Thì ra ngươi đã biết nàng. Lão nhân cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Từng có nghe thấy, nhưng chưa gặp mặt, không biết ta muốn đi địa phương nào có thể gặp được nàng. Tô Hàng Thuận thế hỏi. Ta cũng không biết, ở đây cũng không quy củ, nàng tự nhiên là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Tô Hàng cũng không cưỡng cầu, cái này 32 phiến không gian to lớn như thế, muốn tìm một người đúng là khó khăn, còn nữ kia người lại là từ trước đến nay độc lai độc vãng, tìm ra được càng thêm không dễ. Lão nhân cùng Tô Hàng nói hai câu sau đó, liền đi mở. Tô Hàng tự mình ở đó, suy nghĩ nữ nhân kia đoán chừng cũng chỉ có thể dựa vào vận khí đi tìm, theo lý thuyết cũng không thể đem hy vọng đặt ở trên người đối phương, càng nhiều hay là muốn dựa vào chính mình. Tiếp tục hoàn thành không có thắc ấn xong cổ đại phù văn, đại khái mấy ngàn cái nhiều, Tô Hàng cũng đầy đủ dùng thời gian một ngày mới đưa tất cả ghi nhớ. Mà đang khi hắn kết thúc, chuẩn bị thu thập công cụ rời đi. Đỉnh đầu phù văn từng cái phát sáng lên, mà bốn phía đèn đút lại tại trong nháy mắt dập tắt, thật giống như lúc đó Tô Hàng lúc rơi xuống tràn cảnh. Đây là cái tình huống gì? Tô Hàng kinh nghi, nhưng rất nhanh liền phỏng đoán được là lối đi này được mở ra. Là có người bị giam tiến vào tầng thứ bảy, vẫn là sáu tầng rớt xuống. Đang suy tư, Tô Hàng chỉ thấy được một cái bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ cực nhanh, liền là cái gì đều không kịp phân biệt, trận pháp liền một lần nữa đóng lại. Bóng đen kia hẳn là từ phía trên đi xuống, nhưng, đó là cái gì, Tô Hàng cũng không biết, ngay cả khí tức cũng không có bắt được. Nghe được động tĩnh gia hỏa từng cái chạy ra, tụ tập đến Tô Hàng bên cạnh, lại không có nhìn thấy cái khác thân ảnh. Liền có người hỏi Tô Hàng, từ phía trên đi xuống người đâu? Không thấy. Tô Hàng bình tĩnh đáp. Có lẽ là nhận ra Tô Hàng, cũng biết Tô Hàng bản sự, người này cũng không có nói bất luận cái gì thêm lời thừa thải, cứ như vậy đi ra. Người tụ có chút nhiều, từng cái cũng đều nghi hoặc, tự hồ cũng không có gặp qua loại tình huống này. Tô Hàng liền lặng lẽ rời đi, cũng không tính dính vào, người kia đi vào cũng tốt, ra ngoài cũng được, cũng là cùng hắn không có quan hệ gì. Bất quá chuyện này cũng không có hù dọa động tĩnh lớn gì, giống như chuồng chuồng trĩa hạt mặt nước, tạo nên gợn sóng, nhưng lại rất nhanh tiêu tan. Tô Hàng cũng trở về đi nghiên cứu phù văn. Cổ đại phù văn quả nhiên rất khó, từng cái so với tất cả phù văn, lại chỉ tại trong mấy ngàn cái phù văn hiểu rõ bất quá mười mấy cái, thậm chí còn là lập lờ nước đôi, không thể thuật lấy toàn cảnh. Ba ngày sau đó, cô Hàng liền đã sức cùng lực kiệt, cả người liền giống như hư thoát, không có nửa điểm khí lực. Hắn không thể lại cứ tiếp như thế, nghiên cứu cổ đại phù văn quá tiêu hao tinh lực, so với một trận chiến đấu còn muốn gian khổ. Hắn đứng người lên, dùng thanh thủy rửa mặt xong, giống như nhẹ nhàng khoan khoái chút, lúc này mới chuẩn bị đi địa phương khác thử thời vận, nếu là có thể tìm được nữ nhân kia, là không còn gì tốt hơn vận khí cuối cùng vẫn là kém chút, Tô Hàng cũng không có tìm được nữ nhân kia, nhưng lại gặp không muốn gặp một trong mấy người. Tại băng tuyết trong không gian, nhiệt độ thấp đáng sợ, đầy trời bông tuyết bay linh, trên mặt đất chất đống tuyết thật dày. Liền Tô Hàng đi vào ở đây đều không thể chịu đựng, chỉ có cho mình gia trì hỏa thuật pháp mới miễn cưỡng có thể tiến lên. Đi tới nơi này cũng là bởi vì Sở Vân Thành cho mình trong ngọc giảng, hắn cùng sát hoa nhà chiến đấu chính là tại băng tuyết không gian một chỗ, hắn nghĩ có lẽ là có thế ở đây tìm được nàng. Nhưng mênh mông trong gió tuyết, đợi đến tô hàng phát hiện một đôi kia rắn hổ mang huynh để lúc bọn hắn đã nhích lại gần tô hàng còn muốn thoát khỏi bọn hắn cũng có chút khó khăn dứt khoát hắn cũng không đi hai người này mục tiêu rõ ràng như thế chính là tô hàng phong tuyết rất lớn coi như cách tới gần nhưng cũng rất không dễ dàng thấy rõ hai người diện mạo đại khái thoạt nhìn là hai cái người đàn ông rất trẻ tướng mạo giống nhau nếu không phải quần áo phân chia rất lớn nhìn liền giống như hoàn toàn là một người phục chế một phần một cái là màu đen áo gai áo khoác một cái là xám trắng ngắn quẻ thậm chí còn có chút không vừa vặn, giống như là từ chỗ khác cái gì nhân thân bên trên đào giật xuống tới. Trong đó một cái liền đối với Tô Hàng Hô, ngươi chính là mới tới tên kia. Phong tuyết giống như đem âm thanh nuốt mất, vậy liền kêu lớn tiếng, thế nhưng là đến Tô Hàng trong tai liền cực kỳ nhỏ, chỉ có thể mơ hồ nghe đến chút, còn muốn suy đoán. Nhưng lại tại Tô Hàng đang muốn trả lời, lại cảm thấy một cổ bất an. Hắn bằng nhanh nhất Tô Hàng kéo dài khoảng cách, quả nhiên một thân ảnh từ trong tuyết phá vỡ, một đôi rét lạnh răng độc vô hụt. Hai người quả thật âm hiểm, như vậy đánh lén chỉ sợ thường nhân đã trúng chiêu. Nhưng một chiêu không trúng, hai người không có cho Tô Hàng một điểm phản ứng thời gian, tất nhiên đối với Tô Hàng động thủ, vậy sẽ phải nhất kích tất sát, cái này cũng là ở đây giết người quy củ. Tô Hàng thủ kiếm, phá vỡ một vùng không gian, bông tuyết hỗn loạn, lại bị ba người bộc phát đẩy tán đến một bên, phản phất cùng bọn hắn ngăn cách ra. Hai người này thực lực chính xác cao minh, hơn nữa một thể song sinh, phối hợp lẫn nhau ở giữa, liền một điểm sơ hở cũng sẽ không bỏ qua thủ đoạn lại cực kỳ âm độc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mỗi lần cùng bọn hắn tiếp chiêu, cảm giác không giống như là hai cái, giống như là bốn năm cái ngang nhau thực lực gia hỏa tìm tới chính mình. Tô Hàng ngắm nhìn bốn phía, hai người này vừa mới trong nháy mắt đều chui vào trong đống tuyết, mà ẩn tàng vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ liền như là đất tuyết bản thân, Tô Hàng dùng thần thức từng tất từng tất dò xét, lại không có tìm được. Hắn cũng chỉ có thể làm tốt phòng bị, dự phòng hai người này có thể từ bất luận cái gì góc độ đánh lén. Sau lưng đất tuyết nổ tung, Tô Hàng quay người lại đi xem, cũng bất quá là hai người đánh nghi binh, sát chiêu còn tại sau lưng. Tô Hàng phản ứng tuyệt không chậm, lại cũng chỉ có thế miễn cưỡng tránh thoát. Mà cái này một đôi huynh đệ cũng không cho Tô Hàng một điểm bắt bọn hắn lại khả năng, nhảy lên một cái sau đó, lần nữa giấu ở trong đống tuyết. Nơi này tuyết dày đến trăm trượng sâu, muốn diệt trừ những thứ này tuyết động, tự nhiên không có khả năng, hơn nữa như vậy rét lạnh trong không gian, bất luận cái gì hóa tuyết thuật pháp đều biết giảm bớt đi nhiều, muốn trừ tuyết, chỉ có thể là làm nhiều công ích tự hồ lâm vào thế bí nhưng nếu là không thể trừ tuyết vậy thì lại để cho cái này tuyết động trở nên càng dày a à. tô hàng đánh ra một đạo pháp quyết một đạo vô hình kim thổ chi lực đặt ở dưới chân vạn nghiêng chi trọng giống như dãy núi dưới chân tuyết động tại trong áp lực bắt đầu hóa thành nước chảy nhưng lại trong nháy mắt bởi vì cực hàng đông thành băng áp lực này càng nặng hàng băng cũng là càng dày tô hàng cười lạnh nói đã các ngươi ưa thích trốn ở phía dưới vậy thì cả một đời đều lưu lại phía dưới a à. lấy tô hàng làm tâm điểm gần như trăm dặm đều bị ép chặt, hàng băng càng dày, đã mấy trượng sâu, mà tiếp lấy tô hàng liền cảm thấy tại một chỗ có muốn bắn nổ dấu hiệu, tô hàng một cước dẫm lên, đem vậy phải sức mạnh bùng lên cho chống đỡ trở về. Lần này, liền lại khó đi ra. Hai người huynh đệ rõ ràng không muốn từ bỏ, gần như đồng thời tại hai nơi động thủ, nhưng cũng ngăn không được tô hàng thuấn di chi pháp, giống như từ trong động xuất hiện chuột đất, từ chỗ nào đi ra, liền ở nơi nào cho hắn đánh lại. Thẳng đến mấy trăm lần áp chế sau đó, cái này băng thiên tuyết địa cũng cuối cùng an tĩnh lại. Chương 690, Phong Tuyết Tương Kiến Gió ngừng xuống, tuyết vẫn còn vẫn tại phía dưới. Tự hồ xuống tuyên cổ tuế nguyệt, cũng không có đem ở đây chất đầy, lớn chừng hạt đậu bông tuyết chỉ một hồi liền chất đầy tô hàng toàn thân, đi ở trong đó, tựa như cùng một con hành động người tuyết. Bởi vì không cách nào phá trừ tô hàng áp chế, khi đối rắn hổ mang huynh để cuối cùng lựa chọn thoát đi. Tô hàng cũng không có kiên nhẫn đuổi theo lấy hai người này, mà hai người rời đi về sau cũng không muốn về tới lại tìm tô hàng báo thù. Nơi này, chỗ ánh mắt nhìn tới cũng là màu trắng, dưới chân là màu trắng, bốn phía là màu trắng, chính là ngẩng đầu cũng là trắng rậm rạp chằng chịt bầu trời. Vừa mới đạp dấu chân, chớp mắt liền lần nữa bị che kín, giữa thiên địa, Tô Hàng giống như bị thế giới vứt bỏ cô độc giả. Thân thể nhiệt độ sắp đến làm cho có hỏa pháp gia trì vẫn như cũ không ngừng giảm xuống, phản phất nhiệt độ của nơi này đã tiếp cận độ không tuyệt đối. Tô Hàng không thể không tìm một chỗ, một lần nữa để cho thân thể của mình ấm áp lên. Hắn ngưng tụ thành một khối mười phần vừa dày vừa nặng khối băng lớn, dùng đỏ thẩm đưa nó chia làm mấy khối dài một thước rộng hình lập phương, dựa theo trong trí nhớ những cái kia phòng băng kiến tạo bộ dáng, chồng chất đi ra một cái. Tô hàng chui vào bên trong, muốn sinh một đám lửa, nhưng nhiệt độ đã xa xa thấp hơn có thể thiêu đốt tình cảnh, liền không thể làm gì khác hơn là lấy ra mấy khối hỏa linh thạch, lợi dụng hỏa linh thạch tán phát nhiệt độ tới lấy ấm. Tuyết rất nhanh liền đem phòng băng bao trùm, liên nhập miệng quang cũng bị che kín. Hòa tan nước đá lại rất nhanh ngưng kết, trong phòng xó xỉnh treo từng cái nho nhỏ tảng băng. Nhưng so với phía ngoài mất ấm, ở đây cuối cùng còn có thể chậm rãi trở lại tới, Tô Hàng cũng thừa dịp thời gian này, lại độ nghiên cứu hắn những cái kia cổ đại phù văn. Cái này xem xét, chính là mấy canh giờ, Tô Hàng cũng đã quên đi thời gian trôi qua, thẳng đến có người vạch ra tại phòng băng cửa vào tuyết động. Tô Hàng bị giật mình tỉnh lại, thu hồi phù văn, lấy ra đỏ thẩm kiếm, lẳng lặng nhìn qua cửa vào, đối phương không có cưỡng ép phá hư ở đây, liền cũng không phải kia đối rắn hổ mang huynh đệ, cho nên Tô Hàng cũng tương đối giữ vững khắc chế. Quả nhiên có người ở ở đây thanh âm một nữ nhân ở bên ngoài vang lên. Thanh âm này để cho Tô Hàng vừa ngạc nhiên lại hưng phấn. Ở đây nghe được nữ nhân âm thanh, vậy thì chỉ có thể là một người. Xuống một khắc, thì thấy đến một người chui đi vào. Cái nhà này không lớn, nhưng dùng xuống ba, bốn người nhưng cũng dư xài. Đi vào là một vị toàn thân bị tuyết bao trùm nữ nhân, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng noãn, đấu qua trên người tuyết trắng, lãnh diễm động lòng người. Mặc dù đối phương là Tô Hàng đang muốn tìm kiếm người, nhưng là chân chính gặp được đối phương, nhưng cũng muốn mười phần đề phòng. Ở đây mỗi người cũng là nguy hiểm, Tô Hàng từ đầu đến cuối tin phụng câu nói này. Ngươi không ngại để cho ta vào đi. Sát hoa nhài chủ động nói. Tô Hàng dừng một chút, mới gật gật đầu, có thể. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ làm cái gì. Sát hoa nhài nói lần nữa, dường như là vì bỏ đi Tô Hàng lo lắng, nàng cũng biết ở cái địa phương này, bất kỳ một cái nào người xa lạ đều có thể là nguy hiểm. Đương nhiên, sát hoa nhài là không lo lắng gì, nàng không cho rằng nơi này có người sẽ uy hiếp bờ được tính mạng của nàng, cái này cũng là vì cái gì nàng sẽ chủ động chui vào tô hàng trong nhà băng nguyên nhân. Nàng không biết tô hàng, cũng không có tại tô hàng lúc đi vào đi vây xem trận kia khảo thí, nói đúng ra, nàng không biết nơi này phần lớn người. Người là một phái kia. Dường như là cảm thấy tiếng nhập chỗ của người khác, không muốn để cho bầu không khí cứng ngắc, sát hoa nhài chủ động hỏi. Long phái. Ân. Rất mạnh. Tiếp lấy hai người liền rơi vào trầm mặt, rõ ràng sát hoa nhài cũng không phải loại kia sẽ lôi kéo không khí người. Ngươi là sát hoa nhài. Tô Hàng đánh vỡ trầm mặt nói. Sát hoa nhài còn có chút bất ngờ bộ dáng, ngươi biết ta. Tiếp đó nàng mới ý thức nói, cũng đúng, địa phương quỷ quái này chỉ một mình ta nữ nhân, gặp được nữ nhân cũng chính là gặp được ta. Ngươi nếu là muốn nhìn ta thì nhìn A, à, coi như là ta cho mượn chỗ của ngươi thù lao. Sát hoa nhài một mặt trên mặt đất cửa hàng một khối vải đỏ, một mặt lấy ra mấy loại linh thảo tới, nhìn xem bộ dáng dường như là muốn nghiên cứu chế tạo đồ vật gì. Mà nàng nói loại lời này cũng là biết, này một đám nam nhân sẽ đối với chính mình sinh ra một loại nào đó tà niệm, nhưng nàng ngược lại cũng không để ý, ngược lại chỉ cần đám người kia không phải là đối thủ của mình, những ánh mắt kia cũng sẽ không đối với nàng tạo thành phiền toái gì. Tô Hàng vốn là thoải mái đang thưởng thức, hiện tại có được sát hoa nhài cho phép, hắn ngược lại có chút xấu hổ. Ngươi đang làm cái gì? Tô Hàng nhìn xem động tác trong tay của nàng hỏi. Sát hoa nhài nói, chế dược thuốc gì, làm cái gì đắc lực. Tô Hàng giống như là người hiếu kỳ bảo bảo, truy vấn lấy. Sát hoa nhài ngẩng đầu hướng về Tô Hàng nhìn một chút, ánh mắt kia có chút hoài nghi, nhưng vẫn là nói, một loại hòa diệu hàng khí nhập thể thuốc. Tô Hàng nhìn xem cái kia vài cộng đều là loại hỏa linh dược, lại hỏi, nơi này hẳn là không cách nào gieo xuống những vật này a? À? Ngươi biết vẫn rất nhiều. Sát hoa nhài hiếu kỳ khẽ cười một tiếng. Thứ này chính xác không cách nào chủng tại tỏa yêu tháp, nhưng không có nghĩa là không cách nào lớn lên vậy muốn như thế nào mới có thể mọc ra? Nhưng giống như cái này liên quan đến đồ vật không cách nào lại nói nữa, sắc hoa nhài trực tiếp liền không lại trả lời. Tô Hàng cũng liền thức thời không có hỏi. Trong cái này phòng băng này liền lại chỉ có thể nghe được sát hoa nhài chế dược âm thanh, nàng đem một cây hỏa la hoa rễ cây đặt ở trong miệng nhấm nuốt, đem đen xám chất lỏng nhã vào trong một chiếc bình ngọc. Tiếp lấy kéo xuống vài miếng hồng phong lá cây, đặt ở trong tay mài nhỏ, đem khô héo mảnh vỡ cũng để vào trong đó. Theo thứ tự để vào mấy thứ hỏa tính linh dược, dường như là hoàn thành đang chuẩn bị một ngụm đem mấy thứ cho uống hết, lại nghe được Tô Hàng nói, thứ này âm dương nếu không, ngươi dạng này uống hết mặc dù có thể loại trừ hàng khí, có thể đối ngươi tự thân tổn thương cũng lớn, thậm chí cần rất lâu mới có thể khôi phục. Sắc hoa nhài khẽ giật mình, hiếu kỳ hướng về Tô Hàng nhìn qua, hỏi, ngươi biết được chế dược. Hơi hiểu một chút, cũng không tin thông. a, à, cái kia cũng không tệ, ta thuốc này đã chế qua mấy lần, cũng chính xác cùng như lời ngươi nói như thế, sau khi uống xong, nộ khí công tâm, cực dễ dàng ảnh hưởng tâm tính, nếu không phải ta dùng linh khí áp chế, liền sẽ bộc phát. Ngươi tất nhiên có thể nhìn ra, nhưng có cái gì cải chế biện pháp có thể tiêu trừ loại ảnh hưởng này? Tô hàng quả thật có chút ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có lập tức nói ra, mà lại hỏi, loại vật này, ta nói sau đó, ngươi sẽ tin tưởng. Sát hoa nhài cũng rất trực tiếp, lắc đầu nói, không tin, bất quá nghe một chút lúc nào cũng không tệ. Tô hàng cũng cảm thấy đây mới là phản ứng tự nhiên, sát hoa nhài lại như thế nào gan lớn, thế nhưng sẽ không tin tưởng người khác cho ra kiến nghị như vậy, cửa vào đồ vật cần nhất cẩn thận. Tô hàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, mặc dù có biện pháp, thế nhưng là nơi này ta cũng không biết có thể tìm tới hay không loại kia tài liệu, nếu là có kim ô huyết hoặc bạch mu tu, liền có thể hóa giải loại kia hỏa tính, để cho dược tính trung hòa rất nhiều, dạng này lại dùng, thì sẽ không xuất hiện loại tình huống kia.